Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Tin Nóng 24 giờ được phát sóng trên kênh Đồng Nai 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai vào lúc 19 giờ 45 đến 20 giờ hàng ngày. Yến Nhung và anh Phương rất vui khi được chia sẻ thông tin cùng quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay, Tin Nóng 24 giờ thứ 6 ngày 14 tháng 6 2024. Chương trình hôm nay sẽ có các thông tin nổi bật sau đây. Hà Nam khởi tố nhóm thanh thiếu niên gây rối. Ô tô 7 chỗ bất ngờ bốc cháy giữa trưa nắng nóng ở Nam Định. Trận địa pháo hoa Italia và Hoa Kỳ bên sông Hàn. Thưa quý vị, Công an tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Sơn La, sinh năm 1957, thường trú tại phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2, điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, tối ngày 12 tháng 6, cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Sơn La. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Sơn La là đối tượng từng có tiền án. Năm 2005, Nguyễn Sơn La thành lập và làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh La, đăng ký 53 ngành nghề kinh doanh khác nhau, chủ yếu hoạt động lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ, sau đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bất động sản, cho thuê nhà xưởng, sản xuất giày dép. Liên quan đến hành vi vi phạm của Nguyễn Sơn La, hiện cơ quan điều tra đã tiến hành xác lập chuyên án để điều tra, đấu tranh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Minh Quang, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình và một số phòng, đơn vị chuyên môn thuộc huyện Kiến Sương. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 21 trường hợp thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó tối 28 tháng 5, 26 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 13 đến 19 tuổi, trú ở địa bàn tỉnh Hà Nam và tỉnh Thái Bình, không đội mũ bảo hiểm, đi trên 11 xe máy di chuyển ở các tuyến đường của thành phố Phủ Lý, mang theo nhiều hung khí như dao, kiếm, gậy sắt, đi xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, rú còi gây mất an toàn giao thông, đuổi đánh một thanh niên khác. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 21 đối tượng, 5 đối tượng còn lại đều chưa đủ 16 tuổi, nên Công an thành phố Phủ Lý đã chuyển toàn bộ hồ sơ về nơi cư trú để áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương. Công an thành phố Phủ Lý cũng đã ra lệnh bắt tạm giam 4 trường hợp và tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mới đây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nhận được tin của ngư dân Hồ Trung Hiếu, sinh năm 1991, trú tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, là chủ kiêm thuyền trưởng tàu cá QB91886TS trình báo. Lúc 22 giờ 45 phút cùng ngày, cách cửa Nhật Lệ khoảng 40 hải lý về phía đông bắc, tàu QB91886TS bất ngờ bị tàu hàng Việt Trung 68 đang hành trình theo hướng bắc nam va chạm vào phần mũi tàu cá. Hậu quả, tàu QB91886TS bị vỡ mũi tàu, nước tràn vào khiến tàu gần chìm. Thời điểm xảy ra sự việc, 8 ngư dân trên tàu cá đã kịp thời mang áo phao và kêu gọi những tàu đang hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn đến hỗ trợ, giúp đỡ. Sau khi nhận được tín hiệu, tàu cá QB91378TS do ông Trương Vũ Linh cùng trú tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới làm thuyền trưởng đã nhanh chóng có mặt, cứu vớt 8 thuyền viên của tàu gặp nạn lên tàu và cùng tàu hàng Việt Trung 68 lai dắt tàu QB91886TS vào cửa Nhật Lệ. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo đồn biên phòng Nhật Lệ điều động một xuồng và 5 cán bộ tham gia hỗ trợ xử lý vụ việc, đồng thời thông báo cho cảng vụ hàng hải Quảng Bình nắm thông tin để phối hợp xử lý. Liên quan đến cháy nổ, hôm qua Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ cháy bãi xe trên đường Vĩnh Lộc, hay còn gọi là Hương Lộ 80, xã Vĩnh Lộc A. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều qua, ngọn lửa bùng lên bên trong bãi xe trên đường Vĩnh Lộc hay Hương Lộ 80, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Phát hiện cháy, những người bên trong bãi xe nhanh chóng di rời đồ đạc ra ngoài. Tuy nhiên, do khu vực bãi xe có các dãy nhà chòi làm bằng cây với mái lá, nên lửa cháy nhanh và lan rộng, khiến việc chữa cháy tại chỗ bất thành.
Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Bình Chánh điều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lực lượng phòng cháy chữa cháy chia thành nhiều hướng tiếp cận đám cháy cũng như phun nước làm mát các nhà dân xung quanh. Tro bụi từ đám cháy này bị gió thổi phát tán, bay sang một nhà dân ở đối diện bên kia đường gây cháy. Tuy nhiên, lính cứu hỏa kịp dập tắt đám cháy tại căn nhà này nên không có thiệt hại. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến các dãy nhà tròi làm bằng cây mái lá bên trong khuôn viên bãi xe bị thiêu rụi. Người dân cho biết khu vực bãi xe xảy ra cháy trước đó là một quán ăn. Gần đây, chủ quán ăn đã nhượng lại mặt bằng cho một người khác để làm bãi xe. Bãi xe mới khai trương và đi vào hoạt động gần đây. Thời điểm xảy ra cháy, các công nhân đang tiến hành sửa chữa bên trong bãi xe và nghi có hàn xì. Hiện công an vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy. Chiều qua, lãnh đạo xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cho biết một chiếc xe ô tô 7 chỗ đang di chuyển trên đường quốc lộ 37B qua địa phận Giao Yến thì bất ngờ bốc cháy. Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa qua, chiếc xe ô tô đang di chuyển thì bất ngờ bốc cháy lớn. Cột khói đen kéo cao cả 100 mét. Trên xe lúc đó có người nhưng đã kịp ra khỏi xe nên rất may không có thiệt hại về người. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và điều tra vụ cháy. Thưa quý vị, một chiếc xe ô tô khác cũng bị cháy trong ngày hôm qua. Chiếc xe ô tô biển số 30A đang lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng đi đường Láng, thành phố Hà Nội thì phần nắp capo bất ngờ bốc khói. Nhận thấy sự bất thường, lái xe đã điều khiển xe vào bên đường, sau đó chiếc xe bất ngờ bùng cháy và cột khói cao hàng chục mét. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã khẩn trương tới hiện trường cùng người dân kịp thời khống chế được ngọn lửa. Sau khi vụ cháy xe xảy ra, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, công an thành phố Hà Nội đã đến hiện trường để phân luồng, tránh ùn tắc và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Thưa quý vị, nhiều ngày qua, dọc quốc lộ 12C đoạn gần cảng quốc tế Lào Việt, khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, có hàng trăm xe đầu kéo chở kali, than đá nằm im lìm dọc đường. Các phương tiện vận tải bị ùn ứ, mắc kẹt vì tàu chở hàng chưa thể cập cảng. Theo các tài xế, đây không phải là lần đầu họ gặp vấn đề này. Vào mùa nắng, hàng hóa dễ lấy, xe hàng chạy nhiều, nên nếu tàu không vào kịp đều phải chờ từ 1 đến 2 ngày. Còn những lúc mưa lớn, biển động mạnh, các tàu hàng cũng gặp khó khăn khi cập cảng khiến hàng bị ùn ứ. Trong khi đó, hạ tầng bến bãi còn chật hẹp, tuyến quốc lộ 12C vào cảng có lượng phương tiện chở gỗ dăm, xăng dầu ra vào khá nhiều. Ông Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần cảng quốc tế Lào Việt cho biết, các xe bị mắc kẹt chủ yếu chở hàng quá cảnh từ Lào đi các nước Trung Quốc, Hàn Quốc. Hàng chưa thể bốc dỡ vì tàu cập cảng chậm. Công an huyện Định Quán, Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 14 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, ngày 20 tháng 5, khi tuần tra trên địa bàn, tổ công tác 161 Công an huyện Định Quán nhận được thông tin có hai nhóm thanh niên chuẩn bị dao, mã tấu tự chế để đánh nhau. Sự việc trên sắp diễn ra tại khu phố Hiệp Đồng, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán. Nhận thông tin, lực lượng 161 phối hợp với Công an thị trấn Định Quán và Công an các xã chốt chặn. Đến khoảng 21 giờ 25 phút cùng ngày, công an phát hiện nhóm đối tượng đi trên xe ô tô 16 chỗ, mang theo hung khí tụ tập, chuẩn bị đánh nhau ở khu vực chợ Cầu Trắng, thuộc khu phố Hiệp Đồng. Lực lượng công an đã khống chế, đưa các đối tượng về công an huyện để tiếp tục làm việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định do mâu thuẫn nên nhóm của Hồ Minh Tuyên và Phạm Minh Lực hẹn nhóm của Phan Đình Lâm để giải quyết mâu thuẫn. Khi các đối tượng này chuẩn bị lao vào hỗn chiến thì bị công an bắt giữ. Công an huyện Định Quán tiếp tục kêu gọi các đối tượng liên quan đang lẩn trốn ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đoàn kiểm tra liên ngành 389 thành phố Biên Hòa phối hợp phòng thanh tra pháp chế, chi cục chăn nuôi và thú y Đồng Nai kiểm tra và phát hiện cơ sở giết mổ heo lậu tại phường Phước Tân. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở giết mổ khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa do ông Trần Văn Bằng làm chủ, có 5 công nhân đang giết mổ heo với hơn 200 kg dưới sàn nhà dơ bẩn, không đảm bảo vệ sinh. Ngoài ra, trong chuồng còn nuôi nhốt 18 con heo sống chờ giết mổ. Làm việc với đoàn liên ngành, ông Bằng không xuất trình được giấy phép cho phép giết mổ động vật của cơ quan có thẩm quyền cấp. Chủ cơ sở cũng không lập sổ sách lưu giữ thông tin để truy xuất nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật. Người trực tiếp giết mổ không đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe và vệ sinh thú y.
đoàn liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính, tiến hành xử lý nhiệt đối với 200 kg thịt heo đã giết mổ và yêu cầu chủ cơ sở vận chuyển 18 con heo sống đến cơ sở giết mổ tập trung theo quy định. Chương trình tiếp tục với câu chuyện văn hóa du lịch đáng chú ý. Vâng thưa quý vị, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2024 sẽ bước vào đêm thi vòng loại thứ hai cuối tuần này với màn so tài giữa đội cựu vương DIFF 2018 đến từ Ý và đội hình tân binh đến từ Hoa Kỳ. Ghi nhận của phóng viên Minh Thanh từ trận địa pháo hoa trên sông Hàn. Thưa quý vị, xuyên suốt lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng thì cảng Đà Nẵng đã được biến thành một trận địa pháo hoa khổng lồ và nơi đây thì luôn được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, những người không có phận sự thì không được vào. Khu vực cảng Đà Nẵng ngày thường là bến du thuyền nhộn nhịp tàu thuyền phục vụ khách ngắm sông Hàn và những cây cầu nổi tiếng. Thế nhưng trong hơn một tháng diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế thì toàn bộ khu vực này được rào kín và có an ninh bảo vệ 24/24 giờ để đảm bảo an toàn cao nhất cho bãi bắn khi luôn có hàng nghìn quả pháo hoa được các đội thay nhau lắp đặt tại đây. Mỗi khi làm việc trong khu vực lắp đặt pháo hoa thì không được phép hút thuốc, không được mang những vật dụng dễ cháy và phải để điện thoại di động xa các thiết bị pháo hoa. Chúng tôi phải đảm bảo tốt nhất an ninh và phòng chống cháy nổ trong phạm vi khu vực này. Trong khu vực bãi bắn, đội pháo hoa đến từ Mỹ Rossi Firewall và từ Ý Mastarello vẫn đang miệt mài thiết lập trận địa pháo hoa dưới cái nắng nóng gần 40 độ C. Đội Mỹ dù là một tân binh tại lễ hội pháo hoa Đà Nẵng nhưng lại là một lão làng trong lĩnh vực sản xuất và trình diễn pháo hoa với bề dày hơn 100 năm. Trong khi đó, đội Ý được xem là đội mạnh từng vô địch DIFF 2 năm liên tiếp 2017 và 2018. Cả hai đội cho biết đã chuẩn bị những màn trình diễn ấn tượng để dành tặng khán giả tại Đà Nẵng. Năm nay chúng tôi sẽ mang tới một điều bất ngờ lớn ở cuối màn trình diễn dành tặng cho khán giả. Khán giả hãy thư thái tận hưởng màn trình diễn ngay từ phút đầu tiên và hãy chờ đón điều bất ngờ thú vị ở những phút cuối cùng. Màn trình diễn của chúng tôi không chỉ là những quả pháo hoa lần lượt bung nở trên bầu trời, mà là những chuỗi pháo liên tục lên xuống và từ khắp mọi hướng, đa chiều giống như thế giới này vậy. Chúng tôi đặt tên màn trình diễn là Nhân loại, cầu nối giữa các quốc gia. Và điều chúng tôi mong muốn là đưa con người xích lại gần nhau thông qua nghệ thuật thị giác. Với chủ đề tuyệt tác thiên nhiên, đêm thi đấu thứ hai của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2024 với hai màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đỉnh cao đến từ Mỹ và Ý sẽ diễn ra trên sông Hàn vào 20 giờ tối mai thứ Bảy 15 tháng 6. Tới ngã tư, ô tô di chuyển chậm vào tới giữa giao lộ thì xe máy do nữ tài xế cầm lái lao tới từ đường bên trái tông ngang. Hình ảnh vụ tai nạn được chia sẻ trên nhóm Facebook về giao thông cho thấy sau cú tông mạnh, nữ tài xế đi xe máy bị thương được nhiều người chạy tới giúp đỡ. Đoạn clip được người dùng Facebook chia sẻ kèm theo thông tin thắc mắc, ô tô có lỗi không? Thông tin chia sẻ thu hút hàng trăm bình luận, trong đó phần lớn cả ý kiến đánh giá tài xế điều khiển xe ô tô di chuyển qua giao lộ cẩn thận khi giảm tốc độ, chạy tốc độ chậm và vào giao lộ trước, trong khi nữ tài xế điều khiển xe máy lao vào giao lộ, không làm chủ tốc độ. Trong sáng qua, nhiều lái xe lưu thông trên đại lộ Thăng Long đã rất lo lắng và bất bình với việc người lớn dắt trẻ em băng qua tuyến đường này. Cụ thể, một người đàn ông mặc áo đỏ dắt theo 5 em nhỏ đã có hành vi trèo qua rào để băng qua đường, cắt ngang dòng phương tiện. Đây là hành động vô cùng nguy hiểm bởi đại lộ Thăng Long là tuyến đường dành cho xe ô tô, tốc độ lưu thông tối đa lên tới 90 km/h. Trẻ nhỏ thường hiếu động và chưa biết cách tự bảo đảm an toàn cho chính mình. Thay vì làm gương, người lớn lại sẵn sàng dắt các em băng qua dòng phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính các em nếu các xe không kịp xử lý giảm tốc độ như xe có camera hành trình. Không rõ vì lý do gì, tài xế xe Hyundai Tucson liên tục tạt đầu, lạng lách và chèn ép, nhất quyết đi sau, vượt lên trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội khiến cư dân mạng bất bình, bức xúc về hành vi kém văn minh và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông của chủ nhân chiếc xe Hyundai Tucson. Những thông tin hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại Tin Nóng 24 giờ, chương trình do Phòng Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tin Nóng 24 giờ vào ngày mai, 19 giờ 45 trên kênh Đồng Nai 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự v.v., quý vị và các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.